nói một tí về về về, về nói một tí về vụ Biden viện trợ bom chùm, Hạ viện phản đối, trên bảo dưới không nghe hả anh, kệ bà nó, khe gì Mỹ nó lặn vậy đó mày ơi. Mỹ không có ông nào dưới không nào trên hết đó, nên em dùng cái chữ mà trên dưới dưới trên bảo dưới không nghe là không đúng cho xã hội Mỹ. Thượng viện phản đối hay không phản đối gì đó, thượng viện cứ làm đơn xong rồi phát cái, ủa lộn, hạ viện chứ, phát cái hạ viện nó đi xong lên tới thượng viện qua sọt rác nghỉ ngủ hết. Trung Quốc cấm nhập khẩu cá 10 tỉnh ở Nhật Bản, thế mới biết ai là anh cả châu Á. Mày cấm nhập thì dân mày không có ăn thôi chứ mỏm chỗ nào. Mày tự nhiên mày cấm nhập thì dân mày không có ăn, dân mày phải qua Đông Lào mua cá ăn vậy thôi à. Cãi thôi, chuyện làm ăn mà có đâu căng mấy em. Anh nghĩ sao về việc chính phủ Nhật Bản được cấp phép thả nước phóng xạ ra biển? Bình thường thôi, bình thường thôi, không phạm luật là được. Chừng nào phạm luật anh mới nghĩ ha, còn chuyện không phạm luật là anh thấy bình thường thôi. Nhìn chung đồ điện tử của Mỹ với Nhật nước nào chất hơn anh? Tùy đồ em, nói về mấy cái đồ gia dụng thì Nhật chất hơn, còn nói về mấy đồ high tech như là phone, phiết, vệ tinh đồ này đó đó thì Mỹ chất hơn. Bên Nhật tiền rớt giá mà cứ tăng thuế để gửi qua Yuan, anh nghĩ sao? Mày G7 mày không cho tiền Yuan thì mày đội quần đi, nghĩ vậy được không? Vậy thôi à, nói chung giờ sống phải có danh dự mấy em. Bây giờ mẹ G7 đó làm sao có được làm. Anh nói thật sự anh cũng không có binh G7 đâu mấy em. G7 mà chơi bể là anh dứt luôn à. G7 đầu tàu thế giới, giờ chơi sao có được chơi. Ông Ba Lan cũng máu ghê, đưa đến áp sát biên giới luôn, ổng có coi Nga ra gì đâu mà sợ. Ông mà nói chuyện nghe mắc cười, biên giới người ta mang chứ mày nói chuyện. Tự nhiên biên giới người ta mang mà nó máu ghê. Sống ai chả có sự tự tôn dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Mà bây giờ em coi cái Ba Lan với Nga ngày xưa quá khứ như thế nào với nhau. Ba Lan giờ người ta phải đề phòng, người ta nói chung là Ba Lan bây giờ người ta nhìn về Nga khác lắm. Anh Duy nghĩ Ukraine có sử dụng bom chùm không anh? Mỹ cho xài thôi chứ đâu. Đầu hàng thì mất đất. Không, cái chuyện mất đất là chuyện nhỏ. Cái chuyện nó nhục ngàn thu luôn á. Lúc đó là cả thế giới người ta nhìn về Ukraine sao? Bảo đảm lịch sử không phải mình một nước chứ đâu. Mà lịch sử Ba Lan ngày tháng năm này nó viết về Ukraine, lịch sử Mỹ ngày tháng năm là viết về Ukraine, lịch sử Nga ngày tháng năm thì viết về Ukraine rồi, xong rồi chưa kể Nga còn bồi thêm mấy nhát nữa, rồi lịch sử này nọ kia viết về Ukraine sao, nhục đến 100 năm sau còn nhắc, 100.000 năm sau luôn. Ví dụ bây giờ Ukraine thua thì Nga được cái gì anh? Nếu mà Ukraine thua thì Nga được đất, NATO là ăn cọc giấy, Mỹ là trò cười, Nga thắng tất, xã hội sẽ đảo cực. Theo anh nếu Nga lấy hết đất Ukraine thì sẽ làm vùng đệm hay sáp nhập luôn anh? Sáp nhập chứ đệm gì mày? Mày không thấy sáp nhập 4 vùng rồi hả? Thì giờ trước mắt lấy 4 vùng, sáp nhập 4 vùng, lấy 40 vùng thì mày nghĩ không lẽ sáp nhập 39 vùng, tính luôn Crimea là 5 vùng đó mấy em, tính luôn Crimea mà 5 vùng gì, sáp nhập 5 vùng rồi đó, thì theo tính chất bắc cầu 1, 2, 3 anh suy ra thôi. Theo em Nga đang có Crimea xài đủ rồi, nhưng Nga đánh Ukraine là không cần thiết, thì chuyện đó nói chung quan điểm mỗi người anh hiểu hết á, anh hiểu hết rồi, nhưng mà nói chung là mà em đâu, em hay anh, tất cả mọi người ngồi đây không ai quyết định được hết á, mà chỉ có một người quyết định được thôi, mà người đó quyết đánh. Ok, từ lúc xung đột Nga Ukraine, Mr. Duy có nghĩ rằng các tài phiệt công ty phương Tây giàu nhanh không? Mr. Duy thấy lúc nào cũng tăng ngân sách quốc phòng, đương nhiên tài phiệt vũ khí sẽ giàu, tài phiệt năng lượng giàu luôn, mấy 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 anh cha nội dầu mỏ bên châu Âu với Mỹ giàu lắm chứ không phải giỡn đâu, vụ này nè giàu kinh luôn. Chả biết mấy con xe điện mini sản xuất ra làm gì, chắc để làm màu thiệt luôn á. Thiệt luôn, anh thấy cái mô hình đó G7 nó không có mà tự nhiên nó bốc về với cái G kia nó ra cái đống, anh thấy nó lạ lắm, anh không vui chút nào luôn, thiệt. Tại vì anh thấy cái mô hình đó không ai có lợi hết, hạ tầng giao thông không có lợi, người dùng không chắc có lợi luôn, tại con xe nó cuối cùng nó không vô cái chuẩn gì hết, nó giống như xe ba gác á. Hồi xưa là xe lôi đúng không? Xe lôi là cái xe Honda nó kéo theo cái thùng kêu là xe lôi đó, rồi xong cái xe đó giờ hết được chạy rồi ra xe ba gác Trung Quốc. Thằng bạn em bên bên này mẹ nó làm nail, nó qua Mỹ với cha mẹ từ năm 2020, lúc còn ở Việt Nam nhà nó chạy trim bình thường. À, nãy nó chụp em gửi 2 con LX với Mustang, à, nhà nó mua cho nó, ở bển có tay nghề làm nail kiếm tiền khủng khiếp lắm hả anh? Thường thôi, tháng 5.000 thì tháng 5.000 đó mày, đối với em mà khủng khiếp hay không khủng khiếp đó tùy em, nhưng mà làm neo ở bển trung bình 1 tháng 5.000 là có, mà mấy con xe nó rẻ mà, LX gì đó nhiêu đâu, ôi Lexus với Mustang ở bên Mỹ trả bao nhiêu tiền, nên ta làm neo ta chạy với xe đó là bình thường, không gì ngạc nhiên. Làm neo bên Mỹ cao lắm là 10 triệu một ngày, quá ngon. 10 triệu ngày là nhiêu? 10 triệu ngày 400 đô hả? Ngon thiệt chứ bộ, 400 đô là ngon rồi ba.
Nhà nó không, nhà nó biết chọn nghề trước lắm anh. Ba mẹ làm nail, ba dạy tiếng Anh, qua bển dạy tiếng Anh giao tiếp cũng kiếm ăn được, ngưỡng mộ thiệt. Ngáo, tự nhiên ba nó dạy tiếng Anh mà ba nó qua Mỹ dạy tiếng Anh luôn hả? Điên khùng, vừa vừa thôi qua Mỹ nó học tiếng Anh, nó vui eo. Nói chuyện là biết xạo rồi. Ví dụ như mẹ làm nail là chuẩn, ba dạy tiếng Anh học, tại chàng học không ai học. Bây giờ các bạn tin câu chuyện nó có không? Câu chuyện mà nó nói là ba ba nó dạy, ba ba bạn nó nha, ba bạn nó dạy tiếng Anh, mẹ nó làm nail. Ba nó tuổi gì mà dạy tiếng Anh bên Mỹ, thẳng luôn, vẫn thì chịu thôi, sao có vừa thôi. Còn nếu mà trường hợp á, người ta muốn học tiếng Anh bên Mỹ, người ta vô mẹ trường IELTS học phí rẻ như cho, cái này là chính sách của Mỹ, biết thì nó biết thì không. Thứ nhất, Mỹ nó có chính sách lặng vậy, những người mới qua đó, nó hỗ trợ, nó support rất mạnh. Hỗ trợ về gì? Ừ, bằng lái xe nè, rồi học ngôn ngữ nè, rồi học văn hóa nè, thậm chí nó có chỗ nó còn free luôn nữa chứ đừng nói. Không lấy tiền, tiền có tiền của ICU đó. Nó nói vậy nghe được không? Mày đụng da rồi con à, tại em nghĩ vậy. Còn neo thì em nghĩ mẹ nó kiếm được nhiều tiền thật, em đâu có xạo đâu. Nghĩ gì mà nghĩ, kiến thức sao em biết mẹ, cái vấn đề mẹ làm neo là đúng, còn cha dạy tiếng Anh nằm mơ. Nếu mà cha nó nói mà dạy tiếng Anh đó, thì câu chuyện nó 99% anh nghe có mùi nổ. Người ta hay nói học ra trường lương thua người bình thường, nhưng tại sao học đại học ra mà kiến thức và kỹ năng mềm lại thua một người bình thường, thì có hơi nghịch lý đúng không ạ? Có hai cái đó đảm bảo lương cao rồi, đúng luôn á. Tự nhiên học đại học ra mà kiến thức còn thua người bình thường nữa là sao trời. Nay có một vụ việc nữ sinh nhà rất nghèo muốn lấy 5 triệu tiền học bổng để mua vé xem Blackpink. Nếu anh Duy là nữ sinh đó, anh có lấy tiền học bổng mà mua xem Blackpink không? Tao tước học bổng nó luôn. Đâu tự nhiên ta trao học bổng cho nhỏ mindset khùng điên gì vậy? Anh tước học bổng nó luôn đó, nó thiệt. Học bổng giải ngân kỹ, học bổng là phải như vậy. Ta chỉ cho mày cái ông Go Texas ông xin học bổng nè. Nó ông xin học bổng, cái thằng kia nó cho 50% biết rồi gì. Ông cầm được cắt nào đâu. Thằng kia nó chuyển tiền thẳng ở trường Rai luôn, ông không được cắt nào hết. Học bổng đưa cục tiền dở rồi. Mà nữ sinh nghèo nó mới ghê chứ. Thà nó lấy tiền nó mua gì cho mẹ nó ăn đi đỡ tức. Blackpink để những người giàu có thưởng thức âm nhạc đi, không có tiền cố đi thế kỳ. Exactly. Ý nó lấy tiền học bổng trong heo, nó để tính vé xem Blackpink đó. Tự nhiên tiền học bổng trong heo là gì này còn manh ngáo? Tiền học bổng gì trong heo mày? Nếu mà tiền trong heo là tiền để dành, nó kêu là saving account trong tờ trong trong finance, nó kêu là saving account. Ok, saving account. Những người suy nghĩ nhiều thấu đáo nhưng không làm thì họ là người tốt hay người xấu ạ? À? Tùy chuyện chứ em, tùy chuyện chứ đâu kết luận chung chung được. Thí dụ như tự nhiên ra đường thấy hai kiểu quýnh lộn, không đứng lời can người tốt hay người xấu. Người tốt và người xấu khoan bàn, nhưng tao thấy đó đó có kiến thức sống á, gặp anh cũng đi luôn à. Tại vì hồi kỳ á, tự nhiên anh chạy xe, anh đang chạy xe ha, tự nhiên hai bàn trẻ trâu chạy sau lưng anh, không biết chạy gì nó đụng xe ngược chiều cái bùm, rồi xong nó nằm đống đó luôn. Rồi lúc đó là em ở lại cứu nó hay là em đi? Nó đi sau anh á, xong rồi nó bị cái xe chạy ngược chiều với anh và cũng là ngược chiều với nó luôn, đụng một cái bùm, xong rồi cái quán nhậu đó người ta chạy ra quá trời. Thì cứ giả sử như coi như không có quán nhậu đi mà nó sai 100% nha. Lộn lộn nó chạy ngược chiều giống hai kia, anh nhớ lộn hướng rồi, nó chạy ngược chiều bị cái xe sau lưng anh đụng, tức là đường một chiều mà nó chạy ngược lại á. Ở Việt Nam tháng chịu làm cũng gần 20 triệu, tháng đi Nhật đi Hàn làm gì đâu mà chịu làm gì gần 20 triệu, mà nói tao nghe coi. Ông em bị đặt dạy khôn, mấy em đi xuất khẩu lao động này tao đam cho chết bà này, sao xạo nè. Nó giống như mấy đứa tự nhiên chửi mấy đứa giọng ở Việt Nam học tốt lắm mà tự nhiên đi nước ngoài chi ngu vậy, cái giọng đó, đó. Anh không cứu nó, lỡ nó chết thì sao anh? Ủa còn xe ngược chiều mà, còn xe đụng nó mà. Thí dụ như nó anh đụng nó mà anh đi là anh sai chắc rồi. Còn này anh là người đi đường thôi mà. Gì à, tôi nể anh mà anh khi dễ người quá. Ủa bạn mới nói Việt Nam kiếm 20 triệu dễ mà. Thì tôi hỏi, tôi không đồng ý quan điểm đó, bạn nói kiếm làm sao dễ. Thôi nói chuyện, bạn nói chuyện nó phải đúng. Chứ bạn đừng nói chuyện trên đầu trên cổ thiên hạ mà trong khi cái sự việc đó không đúng. Bạn kiếm cho bao nhiêu cái thằng trẻ ở Việt Nam này kiếm được tháng 20 triệu. Mẹ đi học bằng cầm bằng đại học ra kiếm chưa được nữa chứ đừng có nói. Mỗi người mỗi nghề, bạn nói thẳng đi, bạn đừng nói chuyện mỗi người mỗi nghề. Bạn nói thẳng đi, nghề nào, làm gì? Đó, rất nhiều bạn trẻ đây muốn biết. Đâu, kiếm gì 20 triệu dễ rồi, đang đói hay mò đúng tiền mua súp kìa. Nói thẳng luôn, đừng nói mỗi nghề, nghề. Nói là nói như chi tiết, đừng nói chung chung. Tôi đang làm đường dây cao thế, cái đó là bạn nói chuyện của bạn đúng không? Bạn nói câu chuyện của bạn, chứ bạn phải nói câu chuyện của xã hội. Đó, mà bạn muốn nói, bạn nói là kiếm 20 triệu dễ.
kiếm 20 triệu làm dễ lắm, thì đi xuất khẩu lao động làm gì? Đó là bạn đang nói câu chuyện của xã hội, coi giá bằng viễn dẫn của bạn. Không lẽ giờ tôi kiếm 100 triệu tôi nói ở Việt Nam tôi kiếm 100 triệu ngon là tôi bay tháng gì hết đó, chứ mà cho nó chửi cha tôi luôn. Thì tôi đang nói chung đâu, bạn đâu nói chung, bạn nói riêng, mà nói chung gì, bạn nói riêng trường hợp của bạn, tức là bạn làm đường dây cao thế gì đó không biết, bạn được 20 triệu một tháng đúng không? Cái đó là bạn nói riêng của bạn. Chứ còn giờ dễ xách cái xe ôm ra chạy tèm 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 về nhà một tháng, hay một tháng 20 triệu thì đó là chuyện chung, tại cái nghề đó nghề phòng ai cũng có thể cầm xe ra chạy hết đó. Còn giờ đi 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 bồi bàn tiếp viên phục vụ gì đó tháng 20 nhẹ nhàng không đánh đổi gì cả, thì cái đó mới là câu chuyện của xã hội. Có công việc gì làm 20 triệu không anh? Hỏi các bạn gì đó, bạn tên gì đó, bạn nãy giờ bạn công việc lần nãy giờ đó, ở Việt Nam lương 20 rất khó làm bù đầu luôn. Thì rõ ràng nếu không tao đi xuất khẩu gì tao đâu có đi, tại vì tụi nó đi xuất khẩu nó phải bỏ tiền cọc nữa mà, đâu phải đi không đâu, nó phải xa gia đình nữa, xa bồ nữa, sống cuộc sống mới luôn, qua bên đó chưa biết ăn uống thế nào, ngủ nghỉ làm sao. Ở một khía cạnh nào đó anh đánh giá mày đó là mày dũng cảm, nó dũng cảm, nó đi tới nơi xứ người để nó để bắt đầu cuộc sống mới. Mày thứ nó dũng cảm chứ không phải giỡn đâu. Nên nhiều nhiều khi các bạn nói chuyện theo kiểu giống coi thường ta. Cuộc sống mà, mỗi người có cuộc sống riêng, ai cũng phải bươn chải mà kiếm tiền hết. Mình nên có cái suy nghĩ vậy đi, để cho gần gũi nhau, để cảm thông cho nhau. Giống như thời mấy mấy cái thời đói khổ đó. Trời đất ơi, tự nhiên đi ra nước ngoài, cuộc sống không biết chứ nước ngoài là gì, tiếng không biết luôn. Mày sống sống những năm tháng đó anh nghe một số người kể rồi, anh thấy họ rất là nghị lực, có mày đổi lên mình chắc mình cũng chả dám thì luôn chứ. Anh nghĩ sao về về việc học đại học xong nhưng vẫn xuất lao động ạ? À, bình thường em học xong cảm thấy sai đi xuất lao động sửa sai. Anh đau những cái câu hôm qua người ông kia chia sẻ nữa, cha cả đời chạy xe ôm nuôi con học đại học, con học xong rồi chạy ráp nuôi lại cha. Đúng rồi anh, em có đứa em quen nó qua du học bên Hà Lan mà không có quen biết ai hết, bước tới sân bay là bắt đầu tự lập rồi, mà bây giờ tao nói mày nghe nó còn đỡ, tức là nó đi du học bên Hà Lan mặc dù nó không biết gì nhưng mà nó còn gia đình ở Việt Nam chuyển tiền cho nó còn biết tiếng mà bây giờ còn có mạng, nó dễ hơn nhiều chứ. Thí dụ mày hỏi những cô chú mà năm tháng của mấy cô chú mà đi lập nghiệp phương xa đó, tao nói không có cái gì hết luôn, truyền hình trắng đen mà. Em có thằng bạn học giỏi nhưng sau học xong ra làm thấy chán đời, bây giờ tiếp tục chuẩn bị sang nước cho học tiếp, trường hợp này nên khen nên chê anh không biết luôn, 50-50. Nó học giỏi nhưng mà học trường nào ra làm gì mà chán đời. Hy quốc cóp đi nước ngoài và giảng xuất khẩu lao động khó khăn cực kỳ, tự lực cánh sinh nhiều, tiền không nhiều, qua làm cu li cho tư bản cũng chua lè à, bên đó lạnh nữa, nghe nhạc Việt Nam nhớ nhà da diết, chứ đi nước ngoài giảng du học thì có gì đâu, môi trường học thuật êm ấm hơn lao động cu li nhiều. Đó này quan điểm của nào trên mạng anh đưa cho mấy em coi thôi. Nó đi du học mà ba mẹ đóng tiền học, mà anh qua bên đó nó tự làm việc kiếm sống, tự trả tiền nhà với lại tiền học rẻ bèo tiếng Hà Lan học mấy năm. Ủa nhưng mà ở bên Hà Lan sao không được đi làm không biết nha, kệ gì cũng được đi, không okay, kê chuyện đó. Tốt nghiệp cao đẳng nghề ô tô làm cu li được 2 năm lương 6 triệu gọi là thất bại không anh? Thất bại nặng luôn, tại chạy ráp nhiều tiền hơn em luôn á. Vậy tại sao phải học cao đẳng? Thất bại nằm chỗ đó. Ví dụ như 10 triệu thì nó ok, mà đi sửa xe mà sao rẻ vậy trời? Thường thường mấy nghề sửa xe lương cao à,